Người Việt Nam từ xưa đến nay thường răn dạy nhắc nhở nhau phải biết cảm ơn khi được ai đó quan tâm giúp đỡ và phải biết xin lỗi khi mắc phải những lỗi lầm khuyết điểm. Đây là nét văn hóa trong phong cách ứng xử của con người. Nói lời xin lỗi là tự nhắc nhở mình trước những sai phạm, đồng thời tự giác không để hành động này tái diễn nữa. Xin lỗi đã trở thành một nét văn hóa ăn sâu trong truyền thống của dân tộc ta. Ngay khi Đảng được thành lập, Bác Hồ đã vô cùng chú ý đến việc giáo dục đạo đức cho cán bộ và văn hóa xin lỗi cũng được người đặc biệt quan tâm và chú trọng. Bằng chứng là trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, người đã nhiều lần đứng ra làm gương xin lỗi nhân dân, cho dù người lúc đó đang đứng đầu đất nước, biểu tượng của cách mạng Việt Nam. Và từ những lời xin lỗi của mình, người đã để lại cho thế hệ mai sau một bài học quý về đạo đức làm người. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã nhiều lần đứng lên làm gương nói lời xin lỗi với nhân dân vì các khuyết điểm của cá nhân và của chính quyền. Tiêu biểu trong số đó là 3 lần sau đây. Lần thứ nhất là khi chính quyền ta mới thành lập, gặp phải muôn vàn thử thách khó khăn và đang phải nương nhờ vòng tay của bà con đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc. Mùa luyện quân năm 1949 ở chân đèo Khế, có lần một bà mế người Cao Lan bắt gặp một anh bộ đội vô ý để tuột nửa bao ruột tượng gạo trắng xuống đường. Mế liền hót hết số gạo lẫn đất sỏi, lá mục ấy vào chiếc khăn đội đầu và mang đến nhà chủ tịch xã. Mế yêu cầu phải mang bọc gạo ấy đến tay cụ Hồ. Mế nói, bộ đội mà không biết quý hạt gạo thì còn đói. Mình nói sao xuể, phải để chỉ huy nó biết, mới nói được cho nhiều người nghe. Chủ tịch xã đành vào khu chính phủ nhờ cảnh vệ chuyển đến tay bác. Ít lâu sau, bác tìm người dẫn mình đến nhà chủ tịch xã. Khi tìm hiểu cặn kẽ, bác cùng chủ tịch xã tới thăm nhà bà mế. Sau khi hỏi chuyện sức khỏe, chuyện làm ăn, bác trân trọng trả lại chiếc khăn chàm và nói: cảm ơn mế đã cho tôi biết việc làm sai của bộ đội. Bộ đội cán bộ có lỗi thì đảng cũng có lỗi, tôi cũng có lỗi. Tôi đến đây là để xin lỗi và cảm ơn mế. Câu chuyện tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thấy được sự trân trọng của Bác Hồ đối với từng người dân. Là một vị lãnh đạo cao nhất, bác vẫn chân thành cảm ơn và nói lời xin lỗi đến người dân vì bộ đội không quý trọng hạt gạo của nhân dân đóng góp trong kháng chiến. Lần thứ hai là khi thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất ở miền Bắc giai đoạn 1953-1956, khi Đảng và Nhà nước mắc khuyết điểm. Với vai trò là người đứng đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra chịu trách nhiệm trước dân, chịu trách nhiệm trước Đảng. Người thành khẩn đứng trước diễn đàn, nói lời xin lỗi nhân dân và hứa quyết tâm sửa chữa, kêu gọi đồng bào đoàn kết để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất. Trong công cuộc cải cách ruộng đất ở nước ta, xảy ra sai lầm và khuyết điểm, bác đã công khai xin lỗi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta và nhận trách nhiệm về mình đã để xảy ra những sai lầm khuyết điểm đó trong cải cách ruộng đất. Nhưng quan trọng hơn là người không chỉ nhận lỗi, xin lỗi nhân dân mà còn nói đi đôi với làm. Bác Hồ đã công bố và chỉ đạo thực hiện tốt chính sách sửa sai. Điều đó khiến củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ mới. Lần thứ ba là khi bác có một sai lầm cá nhân. Đó là vào năm 1962, lúc đó bác đang viết bài trên báo Nhân dân với bút danh TL. Lúc này bác đã viết sai một lỗi trong bài, làm thế nào cho lạc thêm vui. Khi bác viết thiếu một dấu phẩy trên bài báo của mình, trên báo Nhân dân, khiến 1,5 tấn thành ra là 15 tấn, bác đã công khai xin lỗi toàn thể bạn đọc của báo Nhân dân. Bác viết xin lỗi trong báo Nhân dân ngày 14 tháng 3 năm 1962 dưới đầu đề làm thế nào cho lạc thêm vui. Đúng ra là 1 tấn lạc đổi được 1,5 tấn gang.
vì để sót một dấu phẩy mà viết sai thành 15 tấn gang. Đó là một thái độ không nghiêm túc, cẩn thận. Taylor xin thật thà tự phê bình và xin lỗi bạn đọc. Một dấu phẩy nhưng làm sai nghĩa. Bác thật thà tự phê bình và thành khẩn xin lỗi bạn đọc. Cũng vì thế, bác hay dặn dò các báo phải nên có một câu trang trọng ghi trên tờ báo: hoan nghênh bạn đọc phê bình báo. Là chủ tịch đảng, chủ tịch nước, Bác Hồ công khai xin lỗi toàn đảng, toàn dân khi đảng và nhà nước ta có khuyết điểm. Bởi người thật sự gương mẫu thực hiện đúng tư tưởng lớn do chính người đề ra, đó là sự nghiệp cách mạng là của quần chúng nhân dân. Trong bầu trời này không gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới này không sức mạnh nào mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Nhân dân là chủ, là người có quyền làm chủ xã hội mới. Chính quyền có gì sai với dân thì phải xin lỗi. Xin lỗi để sửa lỗi, việc đó không có gì xấu hổ, mà chính là một cử chỉ rất văn hóa. Đó là văn hóa xin lỗi, sửa lỗi của cán bộ đảng viên, công chức. Thế mới là người công bộc của nhân dân. Văn hóa xin lỗi, sửa lỗi của người lãnh đạo có sức mạnh thuyết phục, cảm hóa nhân dân. Đó là một nguồn sức mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Dù hàng chục năm trôi qua, nhưng bài học về văn hóa xin lỗi và sửa lỗi cùng với tinh thần trọng dân của Bác vẫn được các thế hệ lãnh đạo sau này học tập và phát huy. Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 ngày 15 tháng 10 năm 2012, trước toàn đảng, toàn dân, thay mặt Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận trách nhiệm và những khuyết điểm yếu kém của Đảng là đã để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm yếu kém trong thời gian qua. Ban chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. Từ sau ngày xin lỗi đó đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Kết quả là cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái tham nhũng tiêu cực ngày càng có nhiều tiến bộ lớn. Thực tế đó đã và đang củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước và chế độ ta. Đó là sự làm gương của người đứng đầu. Thế nhưng trên thực tế, văn hóa xin lỗi và sửa lỗi của cán bộ đảng viên ta thực tế đang bị phai nhạt. Trong những năm từ Đại hội 12 trở lại đây, đặc biệt là trong 2 năm gần đây, hàng loạt các vụ việc sai phạm của cán bộ, kể cả các cán bộ cao cấp bị phát giác và xử lý. Thế nhưng, những lời xin lỗi của những người chịu trách nhiệm lại quá hiếm hoi. Đơn cử như vụ việc của Test Kit Việt Á. Tuy đã có 2 bộ và 1 viện trực tiếp sai phạm, nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ lời xin lỗi công khai nào được gửi đến nhân dân, cho dù hậu quả của vụ việc là hết sức nghiêm trọng. Thậm chí có thể là nguyên nhân khiến gây ra hàng chục nghìn cái chết của người dân trong những ngày tháng dịch bệnh COVID-19 bùng phát thời gian qua. Việc phai nhạt văn hóa xin lỗi và sửa lỗi chính là một biểu hiện của căn bệnh suy thoái đạo đức trong cán bộ đảng viên. Họ không biết xin lỗi thì họ cũng không biết nhận lỗi và sửa sai. Chẳng những họ không có văn hóa xin lỗi, mà còn có cái sự là che giấu, giấu giếm tội lỗi, khuyết điểm và đổ lỗi cho người khác hoặc là hoàn cảnh khách quan hoặc là tại cơ chế. Họ chối tội, chạy tội bằng mọi giá. Chính vào lúc này, khi đảng ta đang tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, thì bài học từ lời xin lỗi của Bác Hồ năm xưa và văn hóa xin lỗi và sửa lỗi lại càng cần được phát huy và đẩy mạnh. Văn hóa xin lỗi và sửa lỗi sẽ không chỉ là hình thức để khắc phục hậu quả, mà nó sẽ trở thành một công cụ giáo dục đạo đức cách mạng cho lực lượng cán bộ. Không nhận ra lỗi lầm của mình thì làm sao biết xin lỗi, mà không xin lỗi thì dần dần sẽ dẫn đến mất lòng dân. Và như vậy, theo tư tưởng trọng dân của Bác, thì mất lòng dân là mất tất cả.